các bạn, mình là Amy. Còn mình là Miley. Và hôm nay Amy và Miley sẽ chia sẻ mọi người một bài tập dành cho các nhóm cơ trên cơ thể của mình. Với những nhóm cơ quen thuộc và những bài tập đa dạng hoàn toàn mới với bạn tập của mình, chúng ta sẽ có một bài tập vô cùng đa dạng, dễ thực hiện và hoàn toàn hiệu quả. Nào, cùng Miley và Amy thực hiện bài tập ngày hôm nay ngay thôi. Chúng ta cùng đến với động tác đầu tiên. Động tác này tập luyện ở phần bụng dưới, phần mà rất nhiều mỡ thừa khiến cho tất cả chị em mình lo lắng. Đi nào, nằm xuống. Chúng ta đặt hai mông cạnh nhau. Nằm xuống, đưa hai tay sang hai bên. Mở rộng bàn tay. Nâng chân lên, co nhẹ đầu gối. Và khi nhấc mông lên, nhấn phần rốn xuống và nhấn bàn tay chúng ta xuống để nhấc mông lên. Đi nào, up. Nghiêng qua, đổi bên cho nhau. Làm lại, up. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhanh hơn. Đi nào, lên. Co nhẹ đầu gối. Dùng phần bụng dưới, nhấc phần mông lên, nhấn chặt bàn tay xuống sàn. Đúng rồi. Bài tập này rất dễ và chúng ta sẽ làm 20 lần đổi nhau như vậy. Nếu có thể, chúng ta sẽ lặp lại động tác này 3 lần. Nhấn toàn bộ phần vai xuống. Một lần nữa nào. Lên. Ok, đàn. Chúng ta cùng đến với động tác số 2. Động tác này tập luyện ở phần core của mình. Phần core đó là phần toàn bộ phần cơ bao quanh phần cột sống, bụng, lưng và lườn. Ok, nào chúng ta cùng thực hiện động tác này. Một người sẽ có nhiệm vụ giữ chân bạn. Ok, nào. Hai bàn tay ngay ở dưới vai. Nhấc bàn tay lên vai. Đổi bên. Và sau đó bước xuống, khỉu tay chống xuống và bước lên. Chúng ta sẽ làm lại. Xuống, xuống, lên, lên. Rất tốt, tiếp tục làm. Và khi chúng ta chống xuống, các bạn chú ý, đừng để mông chúng ta lắc quá nhiều. Hãy siết chặt phần bụng lại để giữ cho mông của chúng ta được ổn định. Với động tác này chúng ta chỉ làm 10 lần thôi. Rất tốt, cố lên Amy. Mắt đi vào giữa hai tay nào. Nhấn rốn vào trong. Một lần nữa. Bàn tay lên sát vai. Okay. Sau đó chúng ta sẽ đổi người làm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ thẳng tay trước. Nào, giữ cơ thể của chúng ta luôn thẳng. Vai, mông, gót chân trên một đường thẳng. Nhấc bàn tay lên. Hạ khỉu tay. Cơ thể không di chuyển. Giữ cơ thể chúng ta thành một khối. Đi xuống và đi lên. Tiếp tục. Cũng như vậy 10 lần. Nếu có thể, hãy lặp lại động tác này 3 lần như vậy. 2 lần nữa nào. Ok, done. Chúng ta cùng đến với động tác số 3. Động tác này tập luyện cho phần mông của mình nhưng khá là mới lạ và dành cho hai người tập cùng với nhau. Đi nào, chúng ta cùng bắt đầu động tác này. Chúng ta sẽ có một người ngồi xuống và giữ chân người còn lại. Khép chặt hai bàn chân. Đứng thẳng người. Tóm vào đầu gối người bên cạnh. Đưa tay về trước. Nào, từ từ hạ mông xuống. Và từ từ đứng lên. Rất tốt. Khống chế, đưa mông về sau. Xuống bằng đầu gối và đi lên. Luôn luôn nâng ngực của mình lên và siết toàn bộ phần vai lại phía sau. Mắt nhìn thẳng về trước. Rất tốt. Khi làm bất cứ động tác nào, Miley muốn mọi người siết chặt cái bụng lại. Vừa giữ được thăng bằng cho mình và vừa tập luyện được phần bụng rất là hiệu quả. Chúng ta chỉ làm động tác này 15 đến 20 lần thôi. Rất tốt. 3 lần nữa. 3. Một lần cuối. Và sau đó chúng ta sẽ cùng đổi người. Lên. Đấy, nào, đổi người. Hai đầu gối của người giữ sẽ hướng ở phía bên ngoài. Tóm chặt vào đầu gối để người làm không bị rơi mông xuống đất. Đi nào.
đưa hẳn mông về sau, nâng ngực lên, rất tốt. Mỗi lần hạ mông xuống là một lần chúng ta siết chặt cơ bụng lại, nhấn gót chân, đổ người phía sau một chút, rất tốt. Nhớ là từ 15 đến 20 lần, chúng ta sẽ cảm thấy được hiệu quả phần mông. Hạ sâu mông xuống ngang với đầu gối và từ từ đứng lên. Chúng ta còn 3 lần nữa. 3. Rất tốt, cố lên nào. 2. Sâu xuống. 1 lần cuối. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Rất tốt. Đàn. Chúng ta cùng đến với động tác số 4. Động tác này tập luyện ở phần eo của chúng ta. Đi nào. Bài tập này rất đơn giản. Đan chân vào nhau. Sát mông vào gót chân. Nào, ngả người ra phía sau một chút. Hai tay đan vào nhau. Đúng rồi, nghiêng. Sao cho khỉu tay chạm xuống đất. Hạ sâu người xuống nào, đổi bên. Chạm. Đi thật chậm thôi. Rất tốt, đổi bên nào. Mai Linh của mọi người giữ vai phía sau ở góc 45 độ. Nghiêng thật chậm thôi. Mắt nhìn theo tay và nghiêng hẳn phần vai của mình đi. Chúng ta chỉ làm động tác này 20 lần mỗi bên, tức là 40 lần đơn. Thế nào? Tiếp tục. Rất tốt. Dựa chọn số 2, khó hơn một chút. Mọi người đặt hai tay lên nhau và nghiêng sâu hơn. Hạ hẳn khỉu tay của mình xuống. Nghiêng nào. Đổi bên. Giữ chắc phần đầu gối của chúng ta lại, không để được phần đầu gối chúng ta di chuyển quá nhiều. 15. 16. Tiếp tục. 17. Cố lên nào, còn 3 đôi nữa. 18. Mắt nhìn theo tay. 19. Một lần cuối cùng. Cố lên. 20. Ê, rất tốt. Chúng ta cùng đến với động tác cuối cùng trong ngày hôm nay. Động tác này tập luyện ở phần bụng trên của mình. Phần bụng trên không có quá nhiều phần mỡ thừa, nhưng chúng ta muốn thon gọn hơn và sắc nét hơn thì bài tập này rất là hiệu quả. Đi nào, nằm xuống, nằm ngửa. Đưa hai chân lên trên. Chạm hai bàn chân vào nhau. Ok. Đưa tay về trước. Nâng người lên. Chạm hai tay vào nhau. Rồi hạ xuống. Ngửa bàn tay lên nào. Chạm. Rất tốt. Trở về. Lên. Cố gắng. Chạm hai bàn tay vào nhau. Nếu cảm thấy quá gần, chúng ta có thể xích ra xa hơn để việc tập luyện có thể hiệu quả hơn. Khi gập lên, cuộn tròn người lại, nhấn rốn vào trong và nhấc toàn bộ phần vai của mình lên. Lên thở ra, xuống hít vào. Rất tốt. Động tác này khá dễ dàng để tập luyện, thế nên chúng ta sẽ làm 20 đến 25 lần trong mỗi lần tập. Và chúng ta sẽ làm 3 set như vậy. 17. 18. Cao vai lên nào. 19. Một lần cuối. 20. Chúng ta vừa kết thúc một bài tập gồm 5 động tác cho 5 nhóm cơ khác nhau trên cơ thể của mình. Hãy nhớ dành thời gian mỗi ngày cho những bài tập như thế này. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào, hãy comment ở phía dưới. Miley và Amy sẽ giúp các bạn trả lời những thắc mắc đó. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các số sau. Xin chào.